Xin chào bạn. Bạn thân mến, hôm nay với bài tập tuyệt vời này, chúng ta sẽ bước vào một bài tập yoga cho lưu lượng máu khỏe mạnh nào. Bây giờ cho về thảm. Ok, hãy nằm xuống thảm cùng với Tuệ Giang ha. Hạ lưng xuống nào. Rồi, từ đây hai chân mở rộng sang hai mép thảm. Hai tay của bạn xuôi theo thân, vén hai mông của mình lên nào. Đúng rồi, thả lỏng vai, thả lỏng hông. Tay của bạn đặt lên bụng nào, tay phải phía dưới, tay trái phía trên. Rồi thả lỏng các đốt sống, thả mềm cùi chỏ tay ra. Từ đây hít vào một hơi thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thả lỏng các đốt sống ra. Tiếp tục hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm nào. Tốt lắm. Hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Sau đó thả lỏng, co hai gối của bạn lại. Hai tay xuôi theo thân. Hai chân mở rộng, hít vào bạn nâng hai bàn chân lên. Thở ra hạ các ngón chân phải xuống. Hít thì nâng lên, thở ra thì hạ xuống. Sử dụng chân phải để cảm nhận sự tác động thật sâu để giúp cho tử cung của bạn trở nên khỏe mạnh. Bạn chỉ cần siết vùng cơ bụng, nhấn vùng lưng dưới hướng xuống thảm. Giữ nguyên chân trái vuông góc, chân phải di chuyển theo nhịp thở. Sau đó bạn đổi chân, hít vào chân trái lên và thở ra hướng các ngón chân chạm thảm. Liên tục như vậy để cảm nhận sự tác động thật sâu vào thành mạch và vùng bụng dưới của bạn. Hít thì nâng lên, thở ra thì hạ xuống. Liên tục chuyển động theo nguồn không khí được đưa vào và đưa ra trong cơ thể, giúp cho bạn cảm nhận thật sâu. Sau đó di chuyển cả hai chân, hít vào một hơi thì nâng lên, thở ra thì hạ xuống. Hít vào thì nâng lên vuông góc, thở ra hướng các ngón chân xuống thảm. Hít sâu nâng lên nào. Và thở ra hạ xuống. Hít vào. Rồi, nâng lên và thở ra, chúng ta cùng thả lỏng cổ chân. Di chuyển cổ chân, bắp chân của bạn. Sau vài nhịp thả lỏng, bạn nhẹ nhàng đi bộ trong tư thế đạp xe nào. Đi bộ trong tư thế đạp xe, xoay tròn đi bộ trên không và đạp xe thong thả. Đạp xe thật thong thả. Khi bạn đạp xe như vậy, toàn bộ vùng lưng dưới, vùng hông, khớp háng và khớp gối của bạn được di chuyển cách mềm mại, nhẹ nhàng. Sau đó bạn di chuyển ngược lại cho rằng. Di chuyển ngược lại nào. Khi di chuyển ngược lại, luôn hướng đạp gót chân của bạn ra nào. Từ đây hít vào, bạn duỗi gối nâng lên, thở ra hạ xuống. Liên tục như vậy để cảm nhận sự co duỗi từ các vùng đùi sau. Và điều đặc biệt, nó hướng lưng của bạn xuống thảm. Từ đây duỗi gối chân phải hạ xuống, tiếp tục chân trái hạ xuống. Liên tục đổi chân để cảm nhận toàn bộ mặt sau được kéo giãn, mặt sau cơ đùi được kéo giãn và hướng gót chân hạ xuống thảm. Bạn đang tác động vào vùng bụng dưới của mình. Sau một vài nhịp, bạn hạ hai chân xuống thảm, vươn hai tay cao qua đầu, hít sâu, bạn siết cơ bụng, nâng thân người vươn lên, thở ra, hạ thân người hướng xuống thảm, vươn hai tay cao qua đầu, hít vào tiếp tục. Đẩy thân người siết cơ bụng, vươn hai cánh tay lên, thở ra cuộn tròn, hạ lưng hướng xuống thảm. Tiếp tục hít vào, bật thân người, vươn hai cánh tay lên, siết cơ bụng, duỗi mũi chân. Từ từ thở ra, hạ lưng hướng xuống thảm, vươn cánh tay cao qua đầu,
Tiếp tục hít vào, nâng lên, đúng rồi, siết cơ bụng, vươn dài cơ thể và các đốt sống. Thở ra, hạ lưng, vươn tay cao qua đầu. Tiếp tục hít vào, từ từ nâng thân người lên cho dạng tốt. Thở ra nào, hạ lưng hướng xuống thảm. Ok, và từ đây, hai tay của bạn hít vào, nâng lên, bật dậy. Thở ra, hạ lưng hướng xuống thảm cho dạng nào. Từ đây, bạn co chân trái lại. Hít sâu một hơi, bạn vươn hai cánh tay lên, duỗi gối chân trái, thở ra, nâng thân người, đưa hai tay đan phía sau đầu gối trái. Hít vào, trở lại, hạ chân và tay, thở ra, chân phải lên. Hít vào, nâng lên, tay ra sau đùi phải, thở ra, hạ chân và tay. Hít vào, tiếp tục, nâng thân người, vươn chân trái lên, thở ra, tha lỏng, trở về. Đổi chân phải, hít vào, lên nào, tốt. Và thở ra, hạ xuống. Từ đây, bạn nhẹ nhàng thu hai tay trở về, mở rộng hai chân sang ngang. Hít vào, đưa chân phải đặt lên đầu gối trái, thở ra, xoay người qua bên trái, xoay cảm hứng vai phải. Lật ngửa tay phải lên nào. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng các đốt sống vùng lưng. Thả lỏng ra trong tư thế con cua, giúp cho bạn lưu thông khí huyết. Rồi sau đó trở về, đổi chân. Chân trái đặt lên gối phải, xoay người qua bên phải, xoay cằm qua bên trái, thả lỏng toàn bộ cơ thể của bạn. Cảm nhận các đốt sống vùng lưng được kéo giãn ra. Sau đó chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy trong tư thế nghiêng. Ok, từ đây bạn trở về trong tư thế cái bàn. Hai tay mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông, chống ức bàn chân, đẩy mông hướng lên bầu trời, trở lại trong tư thế V ngược, đưa máu hướng về não. Toàn bộ cơ thể của bạn đang được đảo ngược. Hít vào, trở về plank, thở ra, đẩy mông hướng lên bầu trời, kéo giãn toàn bộ các đốt sống vùng lưng, vai. Và hít vào, trở lại, thở ra, tiếp tục đẩy mông hướng lên bầu trời, kéo giãn toàn bộ vùng cột sống. Máu được đưa dồn về não, giúp cho dòng máu huyết của bạn tăng được lên và lượng máu vô cùng khỏe mạnh. Khi nhấn được về bàn tay và toàn bộ chân, toàn bộ mặt sau phía thân người của bạn được căng căng giãn giãn. Hít vào, bạn bước chân trái về cạnh tay trái, vững vàng trên chân trái, nâng hai cánh tay, nâng thân người lên. Thở ra, hạ trọng tâm, trùng gối phải, mở rộng hai cây tay sang ngang. Hít vào, nâng lên, và thở ra, mở bung lồng ngực, cánh tay xương rồng, hạ trọng tâm. Hít sâu thì nâng lên, và thở ra, hạ trọng tâm, mở bung lồng ngực, quận xương cụt hướng xuống thảm. Hít vào, trở lại, và thở ra nào, cảm nhận dòng chảy năng lượng đang tuôn trào trong cơ thể bạn. Sau đó hạ bàn tay xuống thảm, bước chân trái trở về sau. Hít vào, lướt chân phải lên, bước chân phải về cạnh tay phải, vững vàng trên chân phải, nâng thân người của bạn nâng lên. Hít vào tại đây, thở ra, hạ trọng tâm, mở bung lồng ngực, hạ trùng gối. Hít vào thì nâng lên, và thở ra thì hạ xuống. Mở bung lồng ngực hơn nữa, hít thật sâu và thở thật chậm. Trùng gối, hạ trọng tâm, hít sâu nào, và thở ra thật chậm. Thật chậm, hít vào thật sâu, và thở ra, hạ bàn tay xuống thảm, bước chân trái trở về cùng chân phải, gập thân người xuống, hai bàn tay nắm lấy cùi chỏ của nhau, đưa người qua trái, đưa người qua phải, cảm nhận cơ thể của bạn được kéo giãn, máu được đưa về não, lượng máu huyết được lưu thông, cơ thể của bạn thật linh hoạt và lượng máu vô cùng khỏe mạnh. Khi dòng khí được ngập tràn trong cơ thể. Từ đây, hít vào thật sâu, bạn tách rộng hai gối. Thở ra, bạn hạ mông hướng xuống thảm. Hai tay chắp lại trước ngực trong tư thế ngồi Malasana. Cuộn xương cụt hướng xuống thảm để toàn bộ vùng khớp háng được kéo giãn. Luồn tay trái của bạn ra phía sau, tay phải vòng qua gối phải, hai tay nắm lấy nhau. Mở ngực trái của bạn ra,
hít vào bạn xoay cằm hướng vai phải, thở ra xoay cằm hướng vai trái. Hít vào hai tay chắp phía trước ngực và thở ra tiếp tục đổi tay, đưa tay phải ra sau, tay trái luồn qua phần gối trái. Hai tay nằm lấy nhau, hít sâu xoay cằm qua vai trái, thở ra xoay cằm qua vai phải. Liên tục hít vào thì xoay cằm trở về và thở ra hạ mông xuống thẳng, hai bàn chân áp sát vào nhau, hai tay đan vào nhau ôm bàn chân, rũ nhẹ khớp háng trong tư thế hồ điệp. Từ đây, tách rộng hai gối, hít sâu, bạn nhẹ nhàng đẩy hai gối sang bên trái, xoay ngực qua bên phải, xoay cằm qua bên phải, thở ra đổi bên nào. Cảm nhận sự kéo giãn toàn bộ vùng hông, khớp háng và khí huyết, máu huyết vô cùng được lưu thông. Sự lưu thông này giúp cho bạn có một lượng máu vô cùng khỏe mạnh trong cơ thể. Sau những lần di chuyển, bạn sẽ cảm nhận máu huyết và khí huyết được kích hoạt. Từ đây, trở lại trong tư thế ngồi xếp bằng và hai tay vươn lên ở hơi hít vào. Thở ra tay trái đặt lên mang tay phải, nghiêng mình qua bên trái, hạ mềm vai phải xuống. Hít vào thật sâu, đưa nhẹ vai phải của bạn nâng lên và thở ra hạ chìm vai phải xuống để cảm nhận sự kéo giãn từ toàn bộ vùng cơ nâng vai bên phải. Cứ hít vào thì bạn nâng lên và thở ra bạn hạ mềm xuống. Thả lỏng nữa nào. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, sau đó bạn xoay tròn vai phải cho ra. Thả lỏng cột sống, thả lỏng các đốt sống hơn nữa, đặc biệt là vùng cổ. Sau đó xoay ngược lại, cảm nhận khí huyết và máu huyết lưu thông. Dòng máu trong cơ thể của bạn vô cùng khỏe mạnh. Sau đó hít vào trở lại và thở ra đổi bên nào. Tay trái thả lỏng, tay phải đặt lên mang tay trái, nghiêng đầu qua bên phải. Hít sâu bạn nâng vai trái lên và thở ra hạ chìm, thả mềm vai trái xuống. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Từ từ hít vào thật sâu và mềm mại thở ra chậm nào. Thả lỏng ra. Sau đó bạn xoay tròn vai trái, thả lỏng hơn nữa nào. Sau đó xoay ngược lại, cảm nhận toàn bộ vùng vai, cổ, gáy như được kéo thật giãn ra, thật giãn ra. Từ đây hít vào trở lại và thở ra, thả lỏng hai tay trên gối nào. Bài tập đã kết thúc rồi. Namaste, cảm ơn bạn. Hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo.